Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta sẽ đăng ký những cái kênh Zalo Video ở trên tài khoản Zalo của chúng ta, và cũng như là các bạn có thể xem lại tất cả những cái kênh Zalo Video mà các bạn đã đăng ký ở trên tài khoản Zalo của các bạn nha. Hiện tại thì với ứng dụng Zalo thì các bạn cũng đã có thể là xem được những cái video ngắn ở trên ứng dụng Zalo, và mình cũng đã có làm cái video hướng dẫn cái cách các bạn có thể đăng ký để có thể là thành người sáng tạo nội dung video ngắn trên Zalo, và sau này thì các bạn cũng có thể kiếm tiền từ những cái video ngắn của các bạn, tương tự như những cái nền tảng khác như là Facebook, YouTube, hoặc là TikTok. Thì bây giờ Zalo cũng cho phép các bạn có thể sáng tạo những cái nội dung video ngắn ở trên ứng dụng Zalo, và để xem và cũng như là đăng ký được những cái kênh mà sáng tạo nội dung video ở trên Zalo thì các bạn sẽ mở ứng dụng Zalo của các bạn lên, và lúc này thì các bạn sẽ chọn vào mục khám phá. Ở đây thì nó sẽ có hai cách để các bạn có thể vào được phần Zalo Video. Cách thứ nhất là các bạn có thể là bấm vào phần Zalo Video ở ngay phần phía trên này, và cách thứ hai là ở đây nó sẽ hiển thị cho các bạn những cái phần video Zalo đã gợi ý cho bạn, các bạn có thể bấm vào để xem. Và khi các bạn bấm vào để xem như này thì với mỗi một cái video thì nó sẽ có một cái kênh đăng tải cái video này, và đây chính là những cái kênh mà đã đăng tải và sáng tạo nội dung video ngắn ở trên Zalo. Và bây giờ thì nếu như các bạn cảm thấy yêu thích nội dung video của cái kênh nào, các bạn muốn xem thêm những cái nội dung của cái kênh đó, các bạn chỉ cần nhấn vào phần theo dõi. Như vậy là các bạn đã theo dõi được thành công video của cái kênh này. Và nếu như các bạn muốn xem thêm nhiều video hơn của kênh này, các bạn chỉ cần bấm vào tài khoản kênh. Lúc này nó sẽ xuất hiện cái giao diện nó tương tự như là giao diện ở trên ứng dụng TikTok. Các bạn có thể xem được những cái nội dung video từ cái kênh này. Và các bạn cũng có thể là tải cái video về bằng cách là chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng ba chấm ở đây và chọn là phần lưu video. Như vậy là các bạn có thể là lưu được video về máy điện thoại. Rồi, tương tự như thế thì bây giờ mình sẽ theo dõi thêm một vài kênh nữa. Mình sẽ nhấn vào phần theo dõi. Và bây giờ thì các bạn muốn xem lại tất cả những cái kênh mà các bạn đã theo dõi thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng hình người ở đây. Sau đó thì nó sẽ hiển thị cho mình cái phần này, đó là thông tin chung, và các bạn bấm cho mình vào cái mục đó là kênh đang theo dõi. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện những cái kênh mà các bạn đã theo dõi ở trên tài khoản Zalo của các bạn. Và nếu như các bạn muốn xem lại video của cái kênh đó, các bạn chỉ cần bấm vào. Như vậy thì nó sẽ xuất hiện tất cả những cái video của cái kênh này, và các bạn có thể bấm vào xem, like, bình luận và cũng như là tải cái video này về. Và như vậy là trên đây là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta sẽ xem lại tất cả những cái kênh chúng ta đã từng bấm theo dõi ở trên Zalo, và cũng như là các bạn có thể là lưu được những cái video ngắn ở trên Zalo về máy điện thoại. Và đây chính là cái cách để các bạn có thể xem được tất cả những cái kênh mà các bạn đã từng bấm theo dõi ở trên Zalo.